rừng phòng hộ ven biển như là lá chắn xanh bảo vệ đất đai làng mạc để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất. Tại tỉnh Hà Tĩnh, quyền Cẩm xuyên của diện tích trường phòng hộ ven biển khoảng 1.000 hecta chủ yếu trồng cây phi lao với chiều dài 18 km, đi qua các xã gồm Cẩm Hòa, Cẩm Dương, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh. Nhiều năm trở lại đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, triều cường dâng cao, cộng với sức tàn phá của mưa lũ, khiến biển xâm thực mạnh vào đất liền, kéo theo rừng phòng hộ bị xối lở nghiêm trọng, cây cối ngã đổ chết dần chết mòn khiến người dân sống trong nỗi lo âu trước thực trạng này chính quyền tỉnh hà tĩnh cần sớm có các giải pháp để người dân yên tâm sản xuất bám biển mưu sinh